Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, quá căm phẫn trước hành vi tội ác của đối tượng đã gây ra. Mặc cho thời tiết nắng hay mưa, hàng nghìn người đã có mặt trong ngày trừng trị những tên sát nhân man dợ này. Càng thương xót cho nạn nhân bao nhiêu thì lại càng căm phẫn kẻ thù ác bấy nhiêu. Hàng nghìn người đến xem tử hình sát thủ giết người ở Quảng Trị. Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản từng làm rúng động dư luận, xảy ra vào chiều ngày 7 tháng 8 tại một ngôi biệt thự thuộc thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị cáo buộc Hồ Chí Bảo, 24 tuổi, trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, bị can duy nhất của vụ án với hai tội danh bị truy tố ra trước tòa là giết người và cướp tài sản. Mức án nặng nhất mà bà phải đối mặt theo khung hình phạt là tử hình. Trước đó, do thiếu tiền của gia đình, chị VTN, chú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, người yêu của Bảo, 50 triệu đồng. Nên khi từ Quảng Bình vào thăm nhà người yêu, Bảo đã có ý định trộm tài sản trả nợ. Sau khi giỏ la, chuẩn bị rào, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8, Bảo đột nhập nhà chị Hồ Thị Tý, 35 tuổi, đóng tại khóm 4, thị trấn Khe Sành. Khi đang lục tìm tài sản thì Bảo bị phát hiện, do đó Bảo đã dùng dao đâm chết chị Tý và ông Nguyễn Văn Sắt, hơn 80 tuổi, bố chồng chị Tý. Số tài sản mà Bảo lấy đi gồm một sợi dây chuyền, một lắc, một nhẫn vàng vàng, được giám định có giá trị hơn 52 triệu đồng, hơn 46 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân của chị Tý. Sau khi gây án, Bảo quay về nhờ N trở đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa để băng bó vết thương. Khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã bắt khẩn cấp Bảo tại đây. 7 giờ 30 phút, bị cáo Hồ Chí Bảo bị áp giải đến nơi xét xử. Hàng trăm người dân tập trung về phòng văn hóa thông tin huyện Hướng Hóa theo dõi phiên tòa, phòng xử chật kín người. 8 giờ, Hồ Chí Bảo đang gặp vấn đề về sức khỏe. Bị cáo không thể ngồi được mà phải nằm dài trên ghế, có dấu hiệu co giật. Ngay sau đó, lực lượng y tế đã phải đến để chăm sóc. 8 giờ 20 phút, phiên xét xử vẫn chưa thể bắt đầu vì bị cáo Bảo vẫn đang được chăm sóc y tế. Trong khi đó, càng lúc càng có đông người đến theo dõi, nhiều người cố dướn nhìn qua các cửa sổ phòng xét xử. 8 giờ 40 phút, bị cáo Bảo vẫn đang nằm trên ghế và được bộ phận y tế truyền dung dịch. Huyết áp của bị cáo vừa đo được là 120/7. Trong khi đó, lực lượng an ninh và y tế đang được điều động tăng cường. 8 giờ 55 phút, bị cáo Bảo đã tỉnh, có thể đứng dậy và đi lại. 9 giờ 05 phút, bị cáo Bảo được đưa lên trước vành móng ngựa. Hội đồng xét xử tiến vào phòng và chuẩn bị các thủ tục bắt đầu phiên tòa. 9 giờ 20 phút, sau khi xem xét các yếu tố về sức khỏe của bị cáo, sự có mặt của gia đình bị hại, các nhân chứng đã đảm bảo, hội đồng xét xử đã cho phiên tòa tiếp tục diễn ra như bình thường. Tiếp đó, ông Lê Bảo Vân, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị đứng dậy, công bố bản cáo trạng luận tội Hồ Chí Bảo dài 8 trang giấy A4. Khi đọc đến phần hành vi của Bảo, thân nhân của chị Tý và ông Sắt ngồi dưới hội trường đeo khăn tang, khóc gào đau đớn. Anh Nguyễn Văn Hiền, chồng chị Tý ngồi ban đầu, nước mắt giàn giụa, khóc gào tên vợ và tên cha. 9 giờ 40 phút, hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Bảo trình bày lại một số tình tiết của vụ án, nhưng bị cáo từ chối và nói vì lý do sức khỏe nên không nói được và nhờ luật sư trình bày giúp. Bị cáo không nói được gì, chỉ cần nghe kết quả, Bảo thều thào nói. Vậy thì đơn giản quá, chủ tọa nói. 10 giờ, sau khi được chủ tọa thuyết phục sẽ hỏi những câu đơn giản, Bảo đồng ý trả lời. Dù trả lời nhát gừng, nhưng đại ý Bảo thừa nhận hành vi giết chị Tý, ông Sắt. Bị cáo cho biết không hề có ý định giết người mà chỉ muốn trộm tài sản. Bảo khai sau khi giết chị Tý đang toàn tẩu thoát thì ông Sắt xuất hiện hồ cướp cướp và lao vào ôm bị cáo. Cứ thấy người là đâm lung tung chứ không muốn nhắm cụ thể vào đâu, bị cáo Bảo trả lời. Trong khi đó, nhân chứng Hồ Thị Thuận cũng khai khi giáp mặt Bảo thì bị cáo này đâm liên tục, rất dữ dội nhưng chị Thuận dùng tay đỡ được. Bị cáo nói rất mong muốn được bồi thường cho gia đình nạn nhân, nhưng từ ngày bị bắt chưa gặp gia đình nên chưa tác động tới gia đình. 10 giờ 20 phút, tòa bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Trị đọc phần luận tội, đề nghị xử phạt Hồ Chí Bảo tử hình về tội giết người, xử đến 10-12 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt tử hình. Vị này đề nghị bị cáo bồi thường tiền mai táng phí cho gia đình bị hại 172 triệu đồng như yêu cầu của gia đình bị hại. Trước đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát, nhân dân ngồi dưới vỗ tay bày tỏ sự đồng tình.
luật sư Trần Đức Anh bào chữa cho Bảo nêu quan điểm, mong hội đồng xét xử xem xét việc Bảo ăn năn hối cải, nhân thân tốt, sinh ra trong gia đình có công với cách mạng, cho Hồ Chí Bảo lãnh án chung thân. 11 giờ, trong lời sau cùng, Hồ Chí Bảo nói, do tuổi trẻ nông nổi nên đã gây ra vụ án nghiêm trọng, bị cáo xin nhận hình phạt mà tòa đề ra. Tòa tạm nghỉ để hội đồng xét xử nghị án. 11 giờ 15 phút, thẩm phán, chủ tọa Võ Ngọc Mậu nói đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, làm rúng động xã hội, cần được răn đe, giáo dục để làm gương. Dù Bảo hết sức thành khẩn, nhưng với hành vi giết hai người man dợ, chưa tính đến tội cướp tài sản, cần loại bỏ Bảo ra khỏi đời sống. Do vậy, tòa tuyên phạt Bảo án tử hình vì tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra, tòa cũng buộc Hồ Chí Bảo bồi thường cho gia đình nạn nhân. Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết 4 người trong một gia đình, gây rúng động dư luận xảy ra tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên vào hồi tháng 8 năm 2015. Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã tập trung tại địa điểm xử lưu động để theo dõi phiên tòa xét xử Đặng Văn Hùng, nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người, rúng động dư luận tại Yên Bái. Phiên tòa được xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Hoàng Trọng Hồng, chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái. Bị cáo Đặng Văn Hùng, 26 tuổi, ngụ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, bị đưa ra xét xử về tội giết người với các tình tiết định khung giết nhiều người, giết trẻ em, có tính chất côn đồ. Bị cáo phải đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bị cáo Hùng khá bình tĩnh khi đứng trước tòa với hàng ngàn người đứng quanh theo dõi phiên xét xử. Nhiều câu hỏi của chủ tọa, bị cáo không hiểu nên chủ tọa phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần. Theo chị gái của Hùng, trước đây bị cáo đã học 2 năm lớp 1 nhưng vẫn không học được chữ nên gia đình đã cho Hùng nghỉ học. Trả lời hội đồng xét xử, chiều ngày 12 tháng 8, bị cáo lên nương để đi làm. Khi thấy vợ chồng anh Trần Văn Long đứng phát nương, bị cáo nói, cậu bảo đừng phát nương của cậu, sao cháu vẫn cứ phát? Vợ chồng anh Long nói, đây là nương của bố mẹ cháu để lại. Theo lời bị cáo, vợ chồng anh Long với bị cáo có mối quan hệ họ hàng. Biết có thể tước đoạt mạng sống của nạn nhân, nhưng vẫn chém. Hùng khai trước tòa, bị cáo dùng tay đập vào đầu anh Long, sau đó lấy dao quắm chém anh Long. Anh Long chạy xuống lòng khe, Hùng tiếp tục dùng dao dựa để chém vào cổ anh Long. Sau đó bị cáo chém thêm rất nhiều nhát, không nhớ cụ thể bao nhiêu nhát. Thấy anh Long nằm xuống ngất xỉu, bị cáo nghĩ anh Long đã chết nên bỏ đi lên chỗ chị Hoa, vợ anh Long. Lúc đó tức quá bị cáo chửi, bảo sao không đưa máy cho cậu nói chuyện với bố cháu. Sau đó bị cáo chém Hoa. Mục đích quay lên chỗ chị Hoa làm gì? Tòa hỏi. Bị cáo bảo điện cho bố chị Hoa để bị cáo nói chuyện về việc đất đai. Nhưng bị cáo tức quá vì tranh chấp đất đai nói nhiều lần nhưng không nghe. Cách đó gần một tuần, bị cáo cũng nói rồi. Hai vợ chồng Long đã làm nương của bị cáo hơn một năm nay rồi, Hùng khai. Khi chị Hoa không nói gì, bị cáo chém liên tiếp 3-4 nhát vào cổ, làm chị ngất xuống đất. Tòa hỏi lý do tại sao lại chém nhiều đến như vậy. Hùng khai vì tức giận quá, không nghĩ gì được. Lúc đó bị cáo nghĩ chém nhiều nhát có thể tước đoạt mạng sống của chị Hoa, nhưng bị cáo vẫn chém. Bị cáo Hùng nhiều lần không hiểu câu hỏi của tòa. Sau khi chém chị Hoa, Hùng tiếp tục chém chết cháu Phan Văn Tuyền, 2 tuổi, con trai anh Long khi bé đang đứng ở đầu giường. Lý do gì bị cáo giết cháu? Vì bị cáo đã giết bố mẹ nó. Cháu Tuyền còn nhỏ như vậy, có lỗi gì với bị cáo không? Thưa quý tòa, không ạ. Vì lý do bố mẹ Tuyền có lỗi với bị cáo. Tòa hỏi bị cáo, bố bị cáo thường trú ở đâu? Bị cáo trả lời, bố bị cáo ở tòa. Nhiều đoạn bị cáo và người liên quan khai không đúng câu hỏi làm người dân phía dưới cười. Bị cáo thấy người dân cười nên cũng cười theo. Vị chủ tọa bảo bị cáo và những người liên quan là người dân tộc Dao, trình độ văn hóa hạn chế. Có những câu hỏi họ chưa hiểu nên trả lời không đúng trọng tâm,
nên đề nghị dân thông cảm, không cười và giữ trật tự. Trước tòa, ông Phan Văn Trung, bố đẻ của chị Hoa kể lại sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 8. Theo ông Trung, sáng cùng ngày, ông nhận được điện thoại của con gái. Hoa gọi về cho tôi nói Hùng Mìu lên trên này đánh anh Long sắp chết rồi. Tôi nói đừng nói nhiều, chúng nó đánh chết. Tôi chạy ra trưởng thôn, công an viên, bí thư chi bộ, 4-5 người rủ nhau lên lán của Long thì thấy cháu Tuyền chết trên giường. Theo ông Trung, tranh chấp đất đai giữa bị cáo và gia đình ông chưa được cấp nào hòa giải. Ông Trung đòi bị cáo bồi thường 69 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần. Bà Hoàng Thị Say, mẹ của nạn nhân Long, yêu cầu bị cáo bồi thường 90 triệu đồng. Vợ trước của anh Long cũng có mặt ở tòa. Trả lời tòa, vợ anh Long cho biết không nhớ anh chị đã ly hôn từ năm nào. Hai người có con chung là cháu Trần Thị Quyết, 10 tuổi. Khi ly hôn, tòa yêu cầu anh Long cấp dưỡng cho con mỗi tháng 200.000 đồng. Tòa hỏi, anh Long mất, bị cáo Hùng là người đã giết anh Long, chị có yêu cầu bị cáo cấp dưỡng nuôi con thay anh Long không? Tôi không muốn dính dáng đến tòa, không muốn liên quan đến vấn đề này, người phụ nữ này đáp. Sau khi được tòa giải thích, chị đồng ý để bị cáo hỗ trợ tiền nuôi con và bồi thường tổn thất tinh thần cho cháu Quyết. Tại tòa, ông Lý Văn Quyết, trưởng thôn 16 xã Lâm Giang cho biết chưa nghe mâu thuẫn giữa hai gia đình về việc tranh chấp đất đai. Hai gia đình cũng chưa mời chính quyền giải quyết. Đoàn công an xã đã kiểm tra nhưng không phát hiện gia đình ông Mìu có hai khẩu súng kíp. Nhiều lần ông Quyết đã tuyên truyền, giải thích cho người dân tộc hiểu súng kíp thuộc súng săn, vũ khí, phải nộp cho chính quyền, nhưng người dân vẫn giấu để sử dụng. Ông Bình, ông ngoại của chị Hoa cho biết mảnh đất tranh chấp rộng 2 hectare là do ông khai phá từ xưa, sau đó ông cho ông Trung từ năm 2012. Ông Trung lại cho chị Hoa, anh Long sử dụng. Tòa hỏi bị cáo Hùng, quá trình làm ăn sinh sống có mâu thuẫn gì với vợ chồng anh Long không? Bị cáo đáp, không ạ. Tòa hỏi bị cáo, viện kiểm sát truy tố bị cáo tội giết người có đúng chưa, có oan không? Dạ đúng, không oan. Tòa hỏi, bị cáo giết ai? Đáp, bị cáo giết 4 người, Long, Hoa, cháu Hà và cháu Tuyền. Tòa, bị cáo giết người lúc mấy giờ? Đáp, bị cáo giết người xong chạy trốn được 4 ngày. Tòa, bị cáo không hiểu, tôi hỏi bị cáo giết người từ lúc mấy giờ đến mấy giờ ngày 12 tháng 8? Đáp, có 3 tháng thôi ạ. Người dân theo dõi phiên tòa lại cười ầm ĩ vì những câu hỏi của tòa không được bị cáo trả lời đúng trọng tâm. Tòa, lý do gì cứ nhằm vào cổ chém? Đáp, lúc đó bị cáo nói nhiều quá, tức giận không nghĩ được. Tòa, cứ chém vào cổ, có nghĩ đến sẽ xảy ra án mạng không? Đáp, bị cáo nghĩ được rồi. Tòa, nguyên nhân giết 4 người là gì? Đáp, vì trước đó bị cáo không được phát nương nữa. Tòa, tại sao học đến lớp 1 không học nữa? Đáp, đợt đó không nhận thức được mình làm sai pháp luật, xin tòa giảm tí tội cho bị cáo. Tòa, tôi hỏi tại sao học lớp 1 không học nữa? Đáp, vì hồi xưa nghịch ngợm, học mãi không vào nên bỏ. Tòa, tại sao tranh chấp đất không nhờ chính quyền giải quyết mà dùng dao giết người? Đáp, bị cáo không nhận thức được, nếu biết thì bị cáo đã nhờ pháp luật giải quyết rồi. Hành vi giết người đặc biệt nghiêm trọng. Luật sư hỏi bị cáo, tại sao bị cáo giết người xong lại bỏ trốn? Vì sợ quá, nghĩ trốn vài ngày rồi đi đầu thú. Bị cáo có biết việc bỏ trốn, nhà nước phải huy động bao nhiêu lực lượng, tốn kém thế nào mới bắt được bị cáo hay không? Dạ, những cái đó bị cáo ở trong tù nên không biết được ở ngoài đâu. Tòa kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Yên Bái giữ quyền công tố phát biểu quan điểm luận tội đối với bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, người bị hại không có lỗi, giết người vì nguyên cớ nhỏ nhặt. Vì vậy, Viện Kiểm sát truy tố bị cáo tội giết người với 3 tình tiết định khung tăng nặng nhiều người, giết trẻ em, có tính chất côn đồ là có căn cứ. Mảnh đất tranh chấp là của ông Trung, trước đó chưa từng có tranh chấp.
bị cáo cho rằng mảnh đất của bị cáo là không có cơ sở. Khi cho rằng anh Long, chị Hoa, Phát Nương lấn sang đất bị cáo, lẽ ra bị cáo phải báo chính quyền, họ tộc để giải quyết, nhưng lại đi tàn sát cả gia đình 4 người. Gia đình anh Long khó khăn, nhà anh Long không có đất nên đến quê vợ làm ăn, được bố vợ cho mảnh đất. Hàng ngày anh chị phải trèo đèo lội suối, đi bộ rất nhiều giờ để phát dẫy làm ăn. Trong số bị hại có chị Phan Thị Hà, vì thương hoàn cảnh nghèo khổ của chị Hoa nên đã nghỉ học đến phụ giúp chị Hoa. Bị cáo giết chị Hà mà chị chưa hiểu tại sao mình chết. Cháu Phan Văn Tuyền chưa được 2 tuổi nhưng đã phải chết. Hành vi của bị cáo thể hiện tội ác, mất nhân tính, gây nên sự hoang mang trong dư luận, trong cả nước, gây mất mát cho gia đình bị hại mà không gì có thể bù đắp được. Theo đại diện Viện Kiểm sát, bị hại trong vụ án là anh em họ của bị cáo nhưng đã phải chết vì sự nhẫn tâm tột cùng của bị cáo. Qua vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái kiến nghị chính quyền địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đi sâu hòa giải các mâu thuẫn của đồng bào dân tộc địa phương. Hình phạt đối với bị cáo là bài học cho những kẻ biến thái, có suy nghĩ hẹp hòi. Sự sống là tài sản quý giá nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, không ai được quyền tước đoạt. Lời của đại diện Viện Kiểm sát. Viện Kiểm sát nhận định, với hành vi tàn bạo, bị cáo không được tiếp tục quyền sống nữa. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo. Bào chữa cho bị cáo, luật sư Phan Trọng Khang cho rằng bị cáo là người dân tộc thiểu số, không biết chữ, nhận thức về pháp luật còn nhiều mặt hạn chế. Vì vậy luật sư đề nghị tòa có một bản án công minh đối với bị cáo. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, luật sư Đỗ Thị Trinh cho rằng hành vi của bị cáo là vô cùng tàn ác, giết cả 4 người trong cùng một gia đình, trong đó có trẻ em. Hành vi của bị cáo thể hiện sự tha hóa, chạm đáy của một bộ phận thanh thiếu niên trong xã hội. Luật sư đề nghị tòa xem xét, quyết định loại bỏ bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội. Nói lời sau cùng tại tòa, bị cáo Hùng nói: trong thời gian bị bắt trong tù, bị cáo nhận thức được việc mình làm là sai pháp luật. Mong tòa xử bị cáo án thấp nhất. Trước đó khi đối đáp quan điểm bào chữa của luật sư dành cho bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng mục đích của hình phạt là để trừng trị và giáo dục. Nếu bị cáo cho hưởng mức án dưới mức tử hình thì giá trị giáo dục và tính trừng trị không được đảm bảo, tính nhân đạo bị lạm dụng và lòng vị tha đặt không đúng chỗ. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng đối với bị cáo Hùng chỉ có mức án tử hình là hợp lý. Theo hội đồng xét xử, lời khai nhận tội của bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Tòa có đủ căn cứ để kết luận chiều ngày 12 tháng 8, do có mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, bị cáo Hùng đã dùng dao chém chết 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long, trong đó có 2 trẻ em. Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng pháp luật. Tội phạm mà bị cáo thực hiện là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm tính mạng của nhiều người, gây sự hoang mang, lo lắng cho đồng bào dân tộc ở huyện Văn Yên và gây bất an trong nhân dân, gây đau thương cho gia đình bị hại. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết việc xâm phạm tính mạng sức khỏe người khác là không được phép, việc dùng dao chém vào vùng trọng yếu là nguy hiểm đến tính mạng của họ, nhưng vẫn thực hiện hành vi tàn ác, bị hại không có khả năng tự vệ. Hành vi của bị cáo thể hiện sự mất nhân tính, ngang nhiên tước đoạt mạng sống của nhiều người, vì vậy cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. Đối với chị Nguyễn Thị Hán, người chạy trốn cùng bị cáo Hùng, chị Hán đã khuyên nhủ Hùng ra đầu thú, nhưng do chạy trốn trong rừng, không có điều kiện tố giác tội phạm. Vì vậy cơ quan điều tra không khởi tố chị Hán về tội che giấu tội phạm hay không tố giác tội phạm là có căn cứ. Tòa quyết định tử hình bị cáo Đặng Văn Hùng về tội giết người. Khi nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo Hùng khá bình tĩnh, không có phản ứng gì. Bên cạnh hình phạt tử hình, tòa còn tuyên buộc bị cáo Hùng và gia đình phải bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng phí cho gia đình bị hại là 172 triệu đồng. Cấp dưỡng mỗi tháng 200.000 đồng nuôi con của anh Long đến năm cháu 18 tuổi. Theo cáo trạng, Đặng Văn Hùng là người dân tộc Dao, mới học hết lớp 1.
nạn nhân là 4 thành viên trong gia đình anh Trần Văn Long, 32 tuổi, ở thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tập trung trước cổng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Văn Yên để theo dõi phiên xét xử này. Có mặt tại tòa từ rất sớm, ông Đặng Văn Mỉu, bố bị cáo Hùng cho biết, dù biết tội ác của con là khó tha thứ, nhưng gia đình ông vẫn mong tòa cho con ông một cơ hội được sống. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 12 tháng 8, Hùng mang theo con dao quắm và dao dựa đi phát nương. Khi cách lán nhà chừng 300m, anh ta gặp anh Long cùng vợ là chị Phan Thị Hoa, 20 tuổi, đang làm nương. Giáp mặt Hùng hỏi, sao làm nương trên đất của gia đình tôi? Anh Long đáp, mảnh nương này là đất của bố mẹ vợ tôi cho vợ chồng tôi sử dụng. Bực tức, thấy anh Long đang cúi người pha thuốc trừ sâu, Hùng đá chân vào mặt khiến anh Long ngã sấp xuống đất. Ngồi được dậy, anh Long bảo vợ gọi điện về nhà. Chị Hoa gọi cho bố mẹ đẻ kể lại chuyện chồng bị Hùng đánh tím, sưng khắp người. Nghe vậy Hùng nói chị Hoa đưa điện thoại để anh ta nói chuyện, nhưng chị này tắt máy. Thấy anh Long bỏ chạy, Hùng đuổi theo, cầm dao quắm vụt một nhát trúng lưng. Nhát đâm mạnh khiến lưỡi dao tuột ra khỏi chuôi. Bị đánh, nạn nhân tiếp tục bỏ chạy đến khe cạn ở chân nương thì bị vấp ngã. Đuổi đến nơi, Hùng lấy dao dựa đeo bên hông, chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cổ, vai của anh Long. Chém anh Long xong, Hùng quay lại chỗ chị Hoa chém một nhát vào vùng vai, làm chị Hoa ngã nghiêng xuống đất. Chưa dừng lại, Hùng cầm dao chém thêm nhiều nhát vào người chị Hoa trước khi bỏ xuống lán nương của gia đình nạn nhân. Tại lán của vợ chồng anh Long, Hùng gặp chị Phan Thị Hà, 15 tuổi, em vợ anh Long ở hè lán. Chị Hà vừa dứt lời hỏi, sao đấy cậu, thì Hùng dùng dao dựa chém chị Hà. Tiến vào trong lán, Hùng tiếp tục sát hại cháu Phan Văn Tuyền, 2 tuổi, con trai anh Long, khi bé này đang đứng ở đầu giường. Gây án xong, Hùng về gần lán nhà thì gặp bố mẹ đẻ là ông Đặng Văn Mỉu. Hùng giơ dao lên nói với bố, bố muốn chết không? Với mục đích dọa ông Mỉu để lấy khẩu súng kíp bỏ trốn. Hùng cất dao gây án vào chiếc túi vải và lấy 2 khẩu súng tự chế, súng kíp, hộp đựng bật lửa ga, ít thuốc súng và đạn ghém, trốn lên nương. Trước khi bỏ đi, Hùng nói với bố đẻ chuyện giết vợ chồng anh Long. Khi chạy qua nương sắn, Hùng gọi chị Nguyễn Thị Hán, 36 tuổi, người làm thuê cho gia đình Hùng, rồi đẩy người phụ nữ này chạy trước. Cả hai chạy đến khu vực đồi Vầu thuộc xã Lâm Giang thì dừng lại nghỉ. Lúc này Hùng kể lại chuyện ra tay sát hại vợ chồng anh Long và đòi tự tử. Chị Hán đã ngăn cản và khuyên ra đầu thú, nhưng Hùng không đồng tình. Lo sợ, chị Hán gọi điện báo cho người khác, nhưng Hùng giữ điện thoại của chị Hán. Suốt quá trình bỏ trốn, chị Hán nhiều lần khuyên Hùng ra đầu thú. Hai con dao dùng để gây án, Hùng làm rơi trên đường chạy trốn. Còn 2 khẩu súng tự chế, đạn ghém, thuốc súng, Hùng vứt lại bên đường. Sau 3 ngày bỏ trốn, đến sáng ngày 15 tháng 8, Hùng bị phát hiện bắt giữ tại địa phận thuộc thôn 2, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.